Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài 29 trong phần Kanji N2. Bài 29 có chủ đề là công ty, đúng nhỉ? Kai sha san. Bài số 3 về chủ đề công ty trong phần Kanji N2. Chúng ta sẽ đi các chữ Hán từ 449 đến 464 nhá. 449 là chữ khuếch trong từ khuếch đại. 450 là chữ xúc có nghĩa là thu nhỏ, thu gọn. 451 là chữ lược trong từ gì nhỉ? Sách lược hoặc là từ xâm lược. 452 là chữ sung trong từ bổ sung. 453 là chữ dư trong từ dư thừa. 454 là chữ trừ trong từ bài trừ. Đấy. 455 là chữ huống trong từ tình huống. 456 là chữ thái trong từ thái độ. 457 là chữ bản trong từ xuất bản. 458 là chữ chương trong từ văn chương. 459 là chữ tư trong từ tư thế. 460 là chữ thế trong từ tư thế, thế lực. 461 là chữ thâu. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là vận chuyển hoặc là xuất nhập khẩu. Các bạn được học cái từ yunyu hay là từ yusutsu rồi đấy. Chữ chế trong từ chế tác. Và 463 là chữ bưu trong bưu điện. 464 là chữ phúc có nghĩa là bề rộng. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết những cái chữ này nhá. Chữ đầu tiên là chữ khuếch, ghép bởi phần bên trái. Phần bên trái là bộ thủ là cái tay. Phần bên phải là chữ quảng có nghĩa là rộng. Vậy thì chúng ta có thể nhớ theo cách là tay này quảng cáo để khuếch trương bản thân, đúng nhỉ? Cái tay này này, nó quảng cáo để nó khuếch trương bản thân. Thì toàn bộ chữ này là chữ khuếch. Âm cương chữ này không có, âm ôn đọc là kaku. Ví dụ trong từ kakudai suru là chữ khuếch đại, có nghĩa là mở rộng, làm to hơn. Kakucho suru là chữ khuếch với chữ trương, nghĩa là mở rộng. Kakusan suru là khuếch tán, nghĩa là lan ra, phân tán. Thì cả khuếch đại, khuếch trương và khuếch tán tiếng Việt mình đều có, đúng không? Về kanji tương tự, chúng ta có một chữ nó cũng na ná, tựa tựa như cái chữ này. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ khoáng. Đấy, chữ khoáng trong từ khoáng vật. Các bạn học từ hôm trước rồi, đọc là gì nhỉ? Đọc là cô, đúng không? Ví dụ trong từ ví dụ nha, cô bứt, đúng nhỉ? Khoáng vật này. Đổi phông chữ một chút. Hay là gì nhỉ? Hay là nhiều chữ có chữ khoáng nữa, đúng không? Ví dụ như từ cô sen ấy, chữ khoáng và chữ tuyền có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là suối, suối nước nóng. Viết lại. Kobutsu, khoáng vật. Hay là chữ gì nhỉ? Hay là chữ cô sen, khoáng tuyền là suối nước nóng này. Ngoài ra còn có một chữ cũng na ná giống chữ này mà quên mất, không liệt kê vào đây. Đấy là chữ ác, chữ nigiru. Đấy, nhìn nó cũng hơi hơi tựa tựa một chút xíu, cũng gần gần giống. Chữ này đọc là nigiru, nghĩa là nắm. Đây. Hoặc là trong từ gì nhỉ? Trong từ nắm tay ấy, bắt tay nó là gì đấy? Akushu. Tiếp theo chúng ta sang chữ xúc. Chữ xúc này ghép bởi phần bên trái là bộ mịch là sợi chỉ, phần bên phải là chữ túc, đúng nhỉ? Trong từ ký túc xá hoặc là quán trọ. Thì có thể nhớ cái cách đấy là chỉ trong quán trọ bị co lại, đúng không? Sợi chỉ này bên trái, bên phải là quán trọ. Chỉ trong quán trọ nó bị co lại. Thì toàn bộ chữ này có nghĩa là co lại. Âm cương đọc là chiji. Ví dụ trong từ chijimu có nghĩa là rút ngắn, co lại. Chijimaru là bị thu gọn. Chijimeru là tha động từ có nghĩa là thu gọn, nén lại. Chijireru là nhầu nát, nhăn hoặc là sơ, dùng cho tóc. Chijirasu là làm nhăn nheo. Âm ôn đọc là shuku. Ví dụ trong từ shukusho là xúc tiểu, nghĩa là thu hẹp. Về phần thông tin bổ sung, chúng ta có cách sử dụng của từ chijimu nhá. Không phải là chỉ có mỗi nghĩa là co ngắn, đúng nhỉ, rút ngắn. Ngoài ra nó có một số cái cách dùng khác. Ví dụ, nghĩa đầu tiên là cái nghĩa mà được dùng nhiều nhất rồi, là chúng ta biết rồi là co ngắn lại của đồ vật, đúng không? Ví dụ như là sentaku shita node seta ga chijinde shimatta, là vì giặt cho nên là áo len nó bị co lại, đúng nhỉ? Thứ hai là thời gian ngắn lại này, time ga chijimu là thời gian ngắn lại. Vì căng thẳng sợ hãi nên cơ thể co rúm lại. Ví dụ kyohu no amari kimo ga chijinda, là vì quá sợ hãi
ngữ pháp à Mary các bạn học ở phần gì nhỉ? Phần N2 ngữ pháp nó mang nghĩa là vì quá sợ hãi cho nên là cái gì nhỉ? Cái này nếu mà dịch gọi là dịch chính xác ra cái từ này nó phải là chemo này nó phải là cái chữ nó là can là gan của chúng ta ấy. Đấy. Nhưng mà chúng ta không có dịch là cái lá gan nó nhỏ lại đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ dịch là lên là người co rúm lại. Tiếp theo này nghĩa là xoăn vì sơ sác. Đấy, dùng cho tóc ví dụ như là Kamino Kenga, Chijinda là tóc bị sơ. Tiếp theo chúng ta có chữ lược ghép bởi phần bên trái là bộ gì nhỉ? Bộ điền là cái ruộng. Phần bên phải là gì đây? Phần bên phải là bộ là chữ gì nhỉ? Chữ các trong từ các vị các nước đúng không? Thì nhớ chữ này là ruộng các vị có rồi sao còn đi xâm lược đúng nhỉ? Thì chữ này là chữ lược trong từ xâm lược. Âm cương chữ này không có, âm ôn đọc là đe cự. Ví dụ sô đe cự là tỉnh lược nghĩa là làm ngắn lại lược bớt. Sên đe cự là chiến lược. Xin đe cự là xâm lược. Đây là ba từ dùng khá là nhiều của chữ lược này. Đe cư dư là lược đồ nghĩa là sơ đồ này. Đe cư đê ki là lược sử. Sa cư đe cự là sách lược. Đấy, đấy là một số cái từ. Ngoài ra còn có từ bổ sung thêm từ gì nhỉ? Từ mưu lược nhé các bạn nhé. Mưu lược. Mưu đọc là gì? Đọc là bô đúng không? Bô đe cự. Đấy, các bạn thấy chưa? Có mưu lược này. Chúng ta mà tận dụng cái vốn tiếng Việt vào thì có thể tìm ra rất nhiều từ. Về kanji tương tự ấy, chúng ta có cái chữ này là chữ gì nhỉ? Chữ này là chữ lộ trong từ hối lộ. Các bạn sẽ được học ở phần kanji N1. Ví dụ hối lộ sẽ đọc là wairo đúng nhỉ? Hay. Chữ đằng trước là chữ hối nhá. Đọc là wai, lộ đọc là đô. Thì nó cũng ná một chút. Tiếp theo chúng ta có chữ sung. Chữ sung nếu mà chúng ta phân tích kỹ nó sẽ gồm bộ này là bộ đầu đúng nhỉ? Đây là gì đây? Đây là bộ mư, bộ tư này và dưới là bộ nhân đi. Thì mình không tạo câu chuyện cho chữ này. Âm cương đọc là a, ví dụ trong từ a tê rự nghĩa là phân công bố trí. Âm ôn đọc là tô, ví dụ trong từ yuzit, xin lỗi, cái này bị nhầm nhá. Đây là không phải là tô mà phải là dư đúng không? Yuzit là sung thực nghĩa là làm đầy đủ, làm trọn vẹn. Hô dư sư là bổ sung. Dư kết sư là sung huyết. Dư đen sư là gì nhỉ? Sung điện nghĩa là nạp điện, sạc pin. Đấy. Về kanji tương tự chúng ta có chữ này. Chữ này là chữ khắc. Cũng gần gần tựa tựa chữ này đúng không? Đấy. Cũng cùng chung cái phần trên đầu gần giống. Dưới cũng cái phần chân đi gần giống. Khác mỗi cái đoạn ở giữa giữa đúng nhỉ? Khắc này trong từ khắc phục này. Cục cứ phức cứ. Đấy. Cục cứ phức cứ là khắc phục nhá. Ví dụ khắc phục khó khăn đấy. Hay là trong từ gì nhỉ? Trong từ khắc minh, cột cư mê. Cái này thì tiếng Việt mình không có cái từ cột cư mê. Không có cái chữ khắc với chữ minh nhưng mà tiếng Nhật nó mang nghĩa là sao không ra nhỉ? Cột cư mê. Đây. Thì nó mang nghĩa là nó bằng nghĩa với lại từ chi tiết. Sô sai. Đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ dư. Chữ dư ghép bởi bộ gì đấy? Bộ này là bộ nhân. Đây là giống chữ hô cứng katakana ở dưới nhỉ? Còn nếu mà gọi là phân tích chi li thì nó là nhị số 2 này, 1 này, 2 này với lại tiểu ấy. Người gì nhỉ? Người tiểu nhị à? Người tiểu nhị dư thừa. Âm cương đọc là ama, ví dụ từ amaru nghĩa là dư thừa, động từ amarimono là dư vật là đồ thừa. Amasu là để dành tiết kiệm để thừa tha động từ amaru là tự động từ âm ôn đọc là yo ví dụ trong từ yoga là dư hạ là thời gian rảnh nó giống từ hima ấy. Yoyu là dư dụ nghĩa là sự rảnh rỗi sự thừa hơi yobuna là dư phân là thừa thãi dư thừa yochi là dư địa nghĩa là chỗ nơi về phần thông tin bổ sung chúng ta sẽ có cái phó từ amari mà khi đi với thể nai ấy, thì chính là cái gì nhỉ? Chính là viết kanji từ dạng như này nhưng mà gần như không bao giờ người ta viết dưới dạng hiragana thôi. Chữ tiếp theo chúng ta có chữ trừ. Chữ trừ ghép bởi bộ gì nhỉ? Bộ phụ đúng không? Bộ phụ này ở bên tay trái nghĩa là ngọn đồi và gì nhỉ? Và chữ dư ở bên tay phải thì câu chuyện là cần phải loại trừ ngọn đồi dư thừa kia đúng không nhỉ? Toàn bộ chữ này là chữ trừ nhá. Đây là ngọn đồi và đây là chữ dư. Ngọn đồi kia dư thừa nên cần phải loại trừ nó. Âm cương đọc là nozo, ví dụ từ nozo cự là xóa bỏ loại trừ. Thori nozo cự là gì đây nhỉ? Thủ chữ thủ và chữ trừ nghĩa là xóa bỏ loại trừ, bỏ đi.
Đấy, lấy ra. Âm ôn đọc hai kiểu là yo hoặc là ji, và đọc là yo nhiều hơn, ji thì không nhiều bằng. Ví dụ, soji là tảo trừ, nghĩa là dọn dẹp. Sakujo suru là tước trừ, nghĩa là gạch bỏ, xóa bỏ. Jokyo là trừ khứ, nghĩa là loại bỏ. Genjo là giảm trừ. Haijo là bài trừ. Menjo là miễn trừ. Về kanji tương tự, chúng ta có một số chữ nhìn na ná na ná chữ này. Thứ nhất, đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ từ trong từ từ từ. Cái chữ này được học ở phần kanji N1 nhá. Nó có cái phần bên gì đấy? Nó có cái phần bên phải giống hệt, đúng không? Là chữ dư. Phần bên trái thì khác. Nó là bộ gì nhỉ? Nó là bộ xích, đúng không? Ví dụ trong phó từ jojo ni. Đấy, từ từ dần dần đấy. Đây là chữ tế, đúng không? Các bạn thấy là phần phần bộ này giống, phần dưới cũng khá khá giống, đúng không? Khác mỗi cái phần trên đoạn này thôi. Tế này đọc là gì nhỉ? Đọc là giwa, đúng không nhỉ? Ví dụ trong từ te giwa chẳng hạn. Đấy, te giwa nhá. Hay là gì nhỉ? Hay là trong từ thực tế này, gì sai? Thực tế. Hay là chữ gì nhỉ? Hay là chữ cái gì có chữ tế này nữa nhỉ? Kokusai, quốc tế. Chữ tiếp theo của chúng ta là chữ huống. Chữ huống ghép bởi phần bên trái là bộ thủy là nước, phần bên phải là chữ huynh, có nghĩa là anh, đúng nhỉ? Huynh đệ đấy. Thì có thể nhớ theo cách đấy là tình huống khẩn cấp, mau đưa nước cho huynh, đúng không? Đang gặp một tình huống khẩn cấp, mau đưa nước cho huynh, đúng nhỉ? Âm cương chữ này không có, âm ôn đọc là jo. Ví dụ trong từ jokyo là chữ tình với chữ huống, nghĩa là tình huống. Jokyo là chữ trạng với chữ huống, nghĩa là tình huống. Hư-kyo là bất huống, nghĩa là không vui, tiêu điều, sơ sát. Có thể dùng cho cái tình cảnh kinh tế đấy. Có thể người ta dùng cái này nhé. Kin-kyo là cận huống, là tình hình gần đây. Saiki-no jo-kyo, đúng nhỉ? Thì thực ra ấy, mọi người thấy là tình huống hay là trạng huống đều là tình huống hết. Gần như là trong tiếng Nhật nó hai cái này nó bằng nghĩa với nhau. Nhưng mà cái sắc thái nghĩa thì nó gọi là nó khác nhau rất rất là ít thôi. Ví dụ cái chữ tình huống này thì nó thể hiện cái gì nhỉ? Nó thể hiện cái bối cảnh, còn cái này nó thể hiện cái trạng thái đấy. Văn vở thì là như vậy, nhưng thực ra chúng ta dùng giống nhau nhá. Và đa số là người ta dùng cái chữ dưới, cái chữ trạng và chữ huống này này. Về thông tin bổ sung, một số chữ kanji mà na ná, chữ đầu tiên đúng nhỉ? Na ná là bởi vì cùng chung bộ này này. Cái phần vuông vuông này cũng giống giống nhau này, phần nhân đi này cũng chẽ chẽ ra. Đây là tất nhiên đây là cái chữ nó khác đúng không nhỉ? Thế nhưng mà nhìn nó cũng tựa tựa, đây là chữ trạch. Đọc là sawa. Sawa là con gì nhỉ? Là cái con sông nhỏ ấy. Đấy, con sông rất là nhỏ. Chảy ở đâu nhỉ? Chảy ở những cái vùng mà nó hiểm trở. Đây là gì nhỉ? Đây là hay là trong từ Takusan. Takusan của chúng ta ấy là nhiều các bạn ạ, nó chính là cái chữ này đấy. Nhiều như là núi với lại đầm lầy ngày xưa, đúng không? Tiếp theo chúng ta có chữ trúc. Chữ trúc này ghép bởi bộ gì? À, chữ trúc này ghép bởi bộ thị, đúng không nhỉ? Và bộ huynh. Thì ra chữ trúc trong từ iwa. Iwa, đấy, có nghĩa là chúc mừng này. Hay là trong từ shukujitsu. Shukujitsu là chữ trúc với chữ nhật, có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngày nghỉ lễ. Thử xem có từ chúc phúc nhá. Nếu có từ chúc phúc ấy thì phúc đọc là phước cự, đúng không? Thì chúc phúc sẽ đọc là gì nhỉ? Shuku phước cự. Đây các bạn thấy này, có chúc phúc này. Tiếp theo đây là chữ chú trong kanji N1. Đúng nhỉ? Miệng anh tôi toàn nói ra những cái lời thần, miệng anh tôi nguyên có lẩm bẩm thần chú, đúng không? Chú này trong từ thần chú, bùa chú nhá. Nguyền rủa nó đọc là noro. Noro có nghĩa là nguyền rủa ai đó. Đấy. Tiếp theo, chúng ta có chữ thái. Chữ thái này ghép bởi bộ phần trên là bộ năng, đúng không nhỉ? Trong từ năng lực, phần dưới là tâm. Vậy thì chúng ta có thể nhớ cái chữ thái này theo cách là năng lực của trái tim sẽ tạo nên thái độ của con người, đúng không? Đấy. Năng lực của trái tim nhé, trên là năng, dưới là tâm. Năng lực của trái tim sẽ tạo nên cái thái độ của con người. Về âm cương, chữ này không có âm cương thường dụng. Âm ôn đọc là tai, ví dụ từ thái độ là thái độ này. Jotai là trạng thái.
Ketai là hình thái, hentai là biến thái, setaike là sinh thái hệ, nghĩa là hệ sinh thái, jitai chữ sự và chữ thái có nghĩa là tình hình. Về kanji tương tự chúng ta có chữ trên của nó là chữ năng, đúng không nhỉ? Đọc là no, ví dụ trong từ gì đấy, trong từ kano khả năng này, hay là trong từ gì nhỉ, trong từ năng lực đọc là gì, noryoku, noryoku có nghĩa là năng lực nha. Tiếp theo đây là chữ hùng, cũng gần gần giống chữ này đúng không, thay cái bộ tâm ở dưới bằng bộ hỏa là lửa đấy. Hùng này đọc là kuma, kuma à, hình như mà mình vừa gọi kama, kuma này là con gấu. Chữ tiếp theo của chúng ta là chữ bản, chữ bản ghép bởi phần bên trái là bộ phiến, nghĩa là một bên, phần bên phải là bộ phản, trong từ phản đối thì có thể nhớ là phản đối việc chặt phiến cây để làm giấy xuất bản đúng không, phản đối này, cái việc chặt phiến cây đúng nhỉ, phiến là một bên nhá, để làm giấy để xuất bản. Âm cương chữ này không có âm ôn hoặc là ban hoặc là pan, ví dụ shupan, shupan suru là xuất bản, kaite ban là cái đính bản, là bản đã sửa chữa, nihongo ban là Nhật bản ngữ bản, nghĩa là bản tiếng Nhật. Thì phần thông tin bổ sung ấy, ngoài những cái từ này đúng nhỉ, ngoài những từ đi kèm với chữ bản này thì chúng ta có một số cái từ khác đi kèm với chữ bản như sau, ví dụ saishin ban tối tân bản, nghĩa là bản mới nhất đúng nhỉ, ví dụ như là những cái các bạn mua sách vở ấy, nó bản mới nhất nó sẽ ghi là saishin ban, hay là kala ban là gì nhỉ, bản màu, đây là chữ kala là color là màu, màu sắc đúng không, bản màu ví dụ như truyện tranh các kiểu ấy. Hozon ban là bộ bảo tồn bản, có nghĩa là bản để lưu trữ nhá, không dùng để bán. Gente ban là bản hạn định bản, nghĩa là bản giới hạn. Tiếp theo chúng ta có chữ chương, chữ chương ghép bởi trên là bộ gì nhỉ, trên là bộ lập là đứng, dưới là bộ tảo là sớm, thì có thể nhớ theo cách là đứng dưới nắng sớm để nghĩ văn chương đúng không, đấy đứng dưới nắng sớm, đây là đứng này, lập này, đây là chữ tảo là sớm này, đang đứng dưới nắng sớm để nghĩ văn chương. Âm cương chữ này không có âm ôn đọc là sho, ví dụ từ bunshou là chữ văn với chữ chương có nghĩa là văn chương, đoạn văn, bài văn. Kunshou là huân chương có nghĩa là huân chương, josho là tự chương nghĩa là chương đầu, lời nói đầu. Cái chữ này thì nó cũng không tạo ra quá nhiều từ vựng. Về kanji tương tự chúng ta có chữ này gần giống, bởi vì là phần trên là chữ gì nhỉ, phần trên là bộ thảo, phần dưới là chữ tảo đúng không, nó khác cái phần trên là chữ lập, thì chữ này là thảo đọc là cư sở, cư sở, cư sở nhá, có nghĩa là cỏ này, còn ghép âm đọc là so, ví dụ trong từ so gen, các bạn thấy chưa, so gen là thảo gì nhỉ, thảo nguyên, đồng cỏ này, ví dụ như thảo mộc sẽ là gì nhỉ, so mộc, thảo mộc đấy. Thôi cái này bỏ đi, ít dùng hơn. Tiếp theo chúng ta có chữ tư, chữ tư ghép bởi bộ gì nhỉ, ghép bởi bộ trên là chữ thứ, tư ghi ấy, đây cái này này, đây là chữ thứ, dưới là chữ nữ đúng không nhỉ, thì chúng ta nhớ theo cách là thứ nữ đứng đúng tư thế, thứ trên nữ dưới, thứ nữ người, tức là người con gái thứ của mình ấy, không phải là con cả, thứ nữ đứng đúng tư thế, thì toàn bộ chữ này là chữ tư, âm cương đọc là sungata, ví dụ trong từ sungata nghĩa là dáng điệu bộ, âm ôn đọc là si, ví dụ trong từ si se là tư thế, yoshi là dung tư là dáng điệu, shitai là tư thái là phong thái, các bạn dùng hay nhiều nhất là hai từ sugata và từ si se thôi. Về kanji tương tự chúng ta có chữ này là chữ bà nhá, chữ bà nó tương tự, nhìn nó cũng na ná giống đúng không, đấy chữ bà ở trên là chữ ba, dưới là chữ nữ đúng nhỉ, người phụ nữ mà trải qua nhiều phong ba chính là gì nhỉ, chính là người bà của chúng ta, thì chữ này đọc là ba ba, đọc là ba với trong từ ba ba này, bà nó không ra, thôi đọc là ba thôi nhá, đây hay là trong từ gì nhỉ, trong từ roba, lão bà lão đọc là ba đúng nhỉ, hay là oba sang ấy, nhìn nhá, oba sang này, bà này đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ thế, chữ thế ghép bởi phần trên là bộ gì nhỉ, phần trên là bộ lục này, à xin lỗi, bộ thổ này, xong nhân đi này, xong thổ này, xong hoàn này, xong là lực này, cũng khá là phức tạp cồng kềnh đúng không. Chữ thế này có âm cương là ikio, ví dụ trong từ ikioi có nghĩa là sự mạnh mẽ,
Đấy. Hoặc là khí thế, khí chất. Âm ôn đọc là C hoặc là D. Ví dụ trong từ ô dê là chữ đại, chữ thế, nghĩa là đại thế, nghĩa là nhiều người. Si xê là tư thế. Xê điếu cự là thế lực. Dô xê là tình thế. Khi xê là khí thế. Chúng ta xem có quyền thế không nhá. Kên xê. Các bạn thấy chưa? Có này. Đúng nhỉ? Đấy. Vậy là có chữ thế rồi, quyền thế rồi. Về cái từ viết bằng chữ đại và chữ thế có sẽ có hai cách đọc là ô dê và tai xê. Ví dụ ô dê là chỉ đám đông nhiều người và chỉ dùng cho người. Denkyū nanode de スーパーが大勢の人で混雑している nghĩa là vì là ngày nghỉ dài cho nên là gì đấy, siêu thị ấy, nó gì nhỉ, nó côn dắt, nó hỗn tạp, nó đông đúc bởi rất là nhiều người. Thì trong trường này bởi vì là liên quan đến việc đông, do vậy đọc là ô dê nhá. Nghe như là ô dê trong tiếng 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 Anh nhá. Còn khi đọc là tai xê nó mang nghĩa là trạng thái, tình hình của sự vật, hiện tượng. Ví dụ この試合の大勢は決まっているね là gì nhỉ, cục diện của trận đấu ấy, tình hình trận đấu thì gần như đã được quyết định rồi đúng không. Tiếp theo chúng ta chữ thâu. Chữ thâu ghép bởi phần bên trái là bộ, xa là cái xe, phần bên phải là bộ nhân nằm, bộ nhất và bộ nguyệt, bộ đao. Nó hơi phức tạp đúng không, nhiều phần cấu kiện. Âm cương chữ này không có, âm ôn đọc là yu. Ví dụ từ yu niu suru là thâu nhập, nghĩa là nhập khẩu. Yu suru là thâu xuất, là xuất khẩu. Yu so là thâu tống, là vận tải. Un yu suru là vận thâu, nghĩa là vận tải, vận chuyển. Mitsuyu là mật thâu, là buôn lậu. Một số kanji gần gần giống nó, ví dụ đây là chữ luân. Nó khác mỗi phần dưới này đúng không? Luân này là bánh xe, đọc là gì nhỉ? Đọc là wa. Ví dụ wa là bánh xe này. Hay các bạn có từ nhẫn là gì đấy? Yubiwa. Yubiwa chưa? Các âm đọc là gì nhỉ? Đọc là rin. Ví dụ trong từ sharin, bánh xe này. Tiếp theo đây là chữ du. Chữ du nhá, chữ du này ghép bởi bộ tâm với lại cái bộ phần bên này của chữ thâu. Chữ du này các bạn có tin là nó còn có cách đọc là tanoshi không? Đây mọi người nhìn này. Đấy, tanoshi. Thế nhưng mà ít khi người ta viết bằng cái này lắm. Người ta hay viết bằng chữ chữ lạc hơn, nó nghĩa là vui vẻ, thoải mái. Ngoài ra trong từ yukai chẳng hạn, yukaina. Thú vị nhá. Yukai. Yukai không phải là yokai đâu các bạn nhé. Yokai là yêu quái, nhưng đây là yukai, không có trường âm. Nghĩa là thú vị. Đây là chữ dụ có bụng ngôn, đúng nhỉ? Nghĩa là dụ của vua. Thôi những cái từ này thì chúng ta sẽ học sau. Hai chữ du và chữ dụ này học ở phần N1. Tiếp theo chúng ta có chữ chế này. Chữ chế ghép bởi phần trên đã là chế rồi. Nhưng chế này, cái chế ở trên ấy, nó tượng trưng cho chính quyền, chế độ, rồi thì quy chế vân vân. Ở dưới là bộ y trong từ y phục thì ghép vào với nhau tạo ra chữ gì nhỉ? Tạo ra chữ chế trong từ chế tác, chế tạo, nghĩa là làm ra. Cách nhớ là chế tạo ra bộ y phục theo yêu cầu của chế độ. Trên là chế độ, dưới là y phục. Và mình sẽ phải chế tạo ra một bộ y phục theo yêu cầu của chế độ đấy. Âm cương không có âm cương thường dụng. Âm ôn đọc là C. Ví dụ trong từ C-hin là sản phẩm. À xin lỗi, là chế phẩm, nghĩa là sản phẩm này. C-zo là chế tạo, làm ra này. C-saku là chế tác, cũng là tạo ra, làm ra cái gì đó. Fukuse là phức chế, nghĩa là phục chế, nhân bản. C-se là tinh chế. So-se là sáng chế. Khá là nhiều từ giống tiếng Việt đúng không? Chúng ta sẽ ở phần thông tin bổ sung chúng ta sẽ phân biệt hai từ là từ C-saku bởi chữ chế này và từ C-saku bởi chữ chế này nhá. Thì thứ nhất ấy, là nếu mà viết bằng chữ chế này này, chế trong từ chế độ ấy, thì nó sẽ dùng trong trường hợp là muốn nhấn mạnh việc tạo ra những sản phẩm, tác phẩm mang tính nghệ thuật. Đấy, các bạn nhớ nhá, là muốn nhấn mạnh việc tạo ra những sản phẩm hoặc là tác phẩm mang tính nghệ thuật như là gì đây, như là gì nhỉ? Kai nga tranh này, hay là chô cực là điêu khắc này, hay là ông nga cự điệu âm nhạc này. Ông nga cứu xê xác cự sự là sản xuất âm nhạc. Nói là sản xuất nói chung chứ không nói là viết ra bài hát hay là gì nhỉ, hay là làm ra gì nhỉ, làm ra beat hay là gì đấy, hay là hòa âm phối khí vân vân. Chỉ nói chung chung thì người ta dùng cái chữ này. Còn khi mà dùng chữ C sắc cự này, nó dùng trong việc là muốn nhấn mạnh việc tạo ra những thứ có tính ứng dụng, thực dụng. Ví dụ như là kikai là máy móc này, hay là setsubi thiết bị, đấy, đồ dùng, đồ vật nhá. Máy móc thiết bị, computer, C sắc cự sự là sản xuất máy tính. Và một trường đặc biệt đấy là việc mà sản xuất ra các chương trình như là drama, phim này, hay là manga, à xin lỗi, drama này, hay là anime ấy.
Đấy, thì người ta có thể dùng cả hai chữ C sát cự trên và C sát cự dưới. Tiếp theo chúng ta có chữ bưu. Chữ bưu ghép bởi phần trên là bộ gì nhỉ? Phần trên, à xin lỗi, phần bên trái là bộ bộ thùy, có nghĩa là rủ xuống. Phần bên phải là chữ bộ gì nhỉ? Bộ ấp. Khi cái này này, khi chữ beta này này nó ở bên này thì nó là bộ phụ, nghĩa là ngọn đồi, còn đây nó mang là bộ ấp, mang nghĩa là ấp làng ấy. Ở trong miền Nam thì nó hay dùng cái từ đấy. Chữ này không có âm cương thường dụng, âm ôn đọc là dư. Ví dụ từ dư binh kiêu cự là bưu tiện cục, là bưu điện. Dư xô là bưu tống, nghĩa là gửi. Dư xê là bưu chính. Về kanji tương tự, chúng ta sẽ có này, chữ bên gì nhỉ? Chữ bên trái của nó ấy là chữ thùy, có nghĩa là rủ xuống. Ví dụ tareru. Đấy, tareru nhá. Cái gì đó nó chịu xuống thì chúng ta dùng cái này, tareru. Âm ôn đọc là gì nhỉ? Chốt cự. Ví dụ trong từ sui chốt cự, à xin lỗi, đọc là sui. Ví dụ sui chốt cự là vuông góc, thùy trực. Có năm nó ra kanji n gì nhỉ? N3, cái từ sui chốt cự này rồi. Tiếp theo chúng ta có chữ thặng. Chữ thặng ghép bởi phần bên trái là bộ gì nhỉ? Phần bên trái là bộ bộ thùy, phần bên phải là bộ đao, đúng không? Thặng này trong từ thặng dư nhá. Ví dụ trong từ gì nhỉ? Kajo. Kajo là quá thặng. Kajo na nghĩa là quá dư thừa, thừa thãi. Thử xem có thặng dư nhá. Nếu có thặng dư sẽ là gì nhỉ? Sẽ là thặng là jo, còn dư là yo lúc nãy, đúng không? Jo, yo. Đấy, các bạn thấy chưa? Có thặng dư này. Đấy. Cố gắng trau dồi tiếng Việt nha. Tiếp theo đây là chữ thụy. Chúng ta học mấy bài trước rồi. Ghép bởi bộ miên và bộ thùy. Khi ngủ thì mắt sẽ chữ xuống, đúng không nhỉ? Đây là đọc là gì nhỉ? Đọc là sư. Ví dụ sư min. Thụy miên là gì nhỉ? Ngủ. Đây là chữ thóa. Ghép bởi bộ gì nhỉ? Bộ khẩu với lại chữ thùy. Là nước bọt, đọc là chư bà. Chư bà. Nước bọt nhé. Tiếp theo chúng ta có chữ phúc, chữ cuối cùng trong bài ngày hôm nay. Chữ phúc ghép bởi phần bên trái là bộ gì nhỉ? Phần bên trái là bộ cân, là cái khăn hoặc là tấm vải. Phần bên phải là giống là số 10 với lại cái ruộng ấy. Âm cương đọc là ha bà. Ví dụ từ ha bà nghĩa là bề rộng, biên độ. Ô ha bà là đại phúc, là đáng kể hoặc là nhiều. Hay dùng với dạng như là ô ha bà nhĩ, đúng không? Michi Haba là đạo phúc, là bề rộng đường. Kata Haba là kiên phúc, là bề rộng vai. Hashiri Haba Tobi là tàu phúc khiêu, là môn nhảy xa nhá. Âm ôn là phư cự. Ví dụ trong từ Zempu cự nghĩa là toàn phúc, là chiều rộng toàn bộ. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao đây là viết là phư cự nhưng đây lại là P, đúng không? Đọc là pư cự, bởi vì đằng trước đây là chữ âm ưng thì âm H sẽ biến thành P. Zempu cự nghĩa là toàn phúc, chiều rộng toàn bộ. Về cách sử dụng của chữ Haba này, nó có khá là nhiều. Đầu tiên nghĩa là chiều rộng, bề rộng là cái phổ biến nhất. Ví dụ Michi no haba ga hirokute ooki kuruma ga torenai. À xin lỗi, cái này bị sai rồi. Bởi vì là gì nhỉ? Chiều rộng của đường rộng thì phải là cái ô tô lớn nó qua được chứ. Toreru nhá, sửa lại thành toreru. Đấy, thì đây mang nghĩa là bề rộng của đường nó rộng cho nên là xe ô tô lớn có thể qua được. Nghĩa số 2 mang nghĩa là han y, phạm vi. Ví dụ kakko ni itta hou ga shokugyo no sentaku no haba ga hirogaru. Có nghĩa là shokugyo là nghề nghiệp, sentaku là lựa chọn, haba là phạm vi lựa chọn nghề nghiệp ấy, nó sẽ mở rộng hơn nếu mà, đúng nhỉ, khi mà chúng ta đi học, đúng không? Đấy. Rõ ràng đúng nhỉ? Tiếp theo nghĩa là biên độ hoặc là khoảng biến thiên. Ví dụ kono gakusei no tensu ni haba ga aru, tức là trong điểm số của cái học sinh này ấy, có cái khoảng biến thiên, có cái biên độ lớn. Đấy, ví dụ như là lúc nó được 2 điểm, lúc nó được 10, đúng nhỉ? Chênh lệch rất là nhiều thì có thể dùng như vậy nhá. Đấy là cái cách sử dụng của từ haba. Đấy là nội dung của bài số 29 của chúng ta. Các bạn về nhà xem kỹ video và làm bài tập nhá. Chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong các video lần sau.